Theo hướng dẫn cách làm, một chiếc đồng hồ tay gấu như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Sau khi mà đã cắt xong, bây giờ mình sẽ dán nó lên cái phần giấy hình tròn này. Hình tròn màu xanh này nhé. Như vậy là mình đã làm xong rồi. Khi mà làm xong thì mình sẽ dùng cái bút để mình ghi cái số ở bên trong nha. Sau đó mình sẽ dùng cái tờ giấy màu hồng này, mình sẽ cắt ra hai cái tay nha. Đây, mình sẽ cắt ra hai mảnh giấy như thế này, sau đó mình sẽ dùng bút chì để ghép tay ra đây. Mình sẽ cắt tay ra. Cái thứ hai này. Và mình sẽ cắt cái tờ giấy màu xanh để làm phần lõi tai nha. Cái phần lõi tai màu xanh này thì mình cũng cắt giống tai màu hồng nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một xíu nha. Cái thứ hai này. Cho mình sẽ cắt nó ra nhé.
sau đó sẽ cắn vào cái tai màu hồng. Rồi mình sẽ gắn lên cái đồng hồ nha. Đó. Như vậy là mình đã gắn xong hai cái tai vô cùng đáng yêu như thế này. Tiếp theo mình sẽ làm cái kim đồng hồ nha. Kim đồng hồ mình sẽ sử dụng bằng màu vàng nhé. Về phần kim đồng hồ thì rất là dễ, các bạn sẽ cắt cho mình hai mỏng giấy như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ cái kim đồng hồ ra đây. Giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Giờ mình sẽ dán nó lên nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc đồng hồ vô cùng đáng yêu có hình tai gấu như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Bye bye.